Quyền xin kính chào ông bà cô chú, anh chị và các bạn. Chào mừng cả nhà đã đến với kênh Ông Gia Cuộc Sống ở Trung Quốc. Hiện tại Quyền đang ở huyện Đông Cương, thành phố Thâm Quyến, Quảng Đông, Trung Quốc. Hôm nay hàng ít thì anh Hồng Bá mới có 6 giờ là anh giao xong hết rồi. Rồi anh quản lý của anh Hồng Bá rủ ảnh đi ăn, xong rồi rủ thêm hai mẹ con Quyền nữa. Cái anh quản lý này thì thường hay rủ gia đình nhỏ của Quyền đi ăn lắm. Ngày lễ, ngày Tết rồi này kia cũng hay rủ lắm. Còn ông nhỏ này thì ngồi giống như ông chủ vậy đó. Ông chủ nhỏ của ông bà cô chú nè, ngồi cái tướng nhìn đã dễ sợ không. Anh quản lý nói thì ảnh đặt cái chỗ ăn này nè, là đặt ở trên TikTok á ông bà cô chú. Bữa nay anh quản lý của anh Hồng Bá dẫn gia đình nhỏ về đi ăn. Ăn lẩu không bà cô chú? Nó có xe. Có gì đâu? Bảo mã sợ. Khi em tích tiêu. Nè. Cho sổ xe hả? Mì chơi chiên phân là. Bữa nay đi về sớm nè, cái anh buổi tối anh không chạy cả đêm nữa. Bây giờ anh quản lý anh dẫn anh Hồng Bá đi ăn. Rồi hai Dũng Quyền đi theo luôn. Đi theo chơi. Ăn được thì ăn không được thì thôi. Ngồi đó chơi. Gia Yên thì ăn cơm rồi ông bà cô chú. Tại vì Quyền 5 giờ là Quyền cho Gia Yên ăn rồi. Hai mẹ con Quyền cũng ăn rồi. Đi chút xíu là ha, thảy nhỏ lên dài cổng gì đó ông bà cô chú. Bởi vậy Gia Yên quen rồi. Đi đâu là cũng ha, hổng cổng vậy là bắt đầu cũng kêu nữa. Cười cái gì mà cười. Xin chào ông bà cô chú. Xin chào ông bà cô chú. Yeah. Ông bò. Ta cái chào hu. Xin chào ông bà cô chú. Sao lúc này mập dữ vậy ta? Mặc cái áo hay chật rồi đó. Anh Hồng Bá về Việt Nam có một tuần lễ hả ông bà cô chú? Mà ha, lên tới 3kg luôn. Mới về có một tuần lễ mà lên 3kg đó. Anh nói á. Ảnh cái tướng ảnh phát tướng ha, tướng giống ông Vũ quản lý của anh Hồng Bá đó. Lâu lâu ảnh cũng hay dẫn anh Hồng Bá đi, lâu cũng dẫn kêu Quyền đi nữa, mà có khi Quyền đi có khi Quyền không đi, tại vì có bầu nhiều khi mệt mỏi rồi đồ ăn mùi thức ăn hình nào Quyền cũng ít khi đi đó. Anh dẫn ăn cái gì? Chu tổ chi, dê trật chi à? Mới bước vô nhà hàng là nghe tiếng nhạc là Quyền không được vô rồi. Tại vì mỗi lần mà ghi âm thì Quyền mất cái thời gian rất là dài luôn bà cô chú. Với lại đầu óc của Quyền không có được linh hoạt cho lắm. Với lại không có giỏi ăn, giỏi nói. Rồi không có khéo miệng á. Nhiều khi Quyền nói chuyện ở trong ghi âm nó không có hay bằng nói chuyện bằng trực tiếp. Nhà hàng này thì chuyên môn bán bên món bao tử heo nấu với gà hầm với nước dừa. Món này thì xuất phát từ đảo Hải Nam của Trung Quốc. Hai mẹ con Quyền với Nhãn Hồng bà cô chú. Bá dạy anh quản lý ảnh đi lấy nước chấm rồi. Ngồi ở đây chơi với Dây Yên, giữ Dây Yên một chút xíu để một hồi Quyền cũng đi lấy nước chấm luôn. Để Dây Yên chạy lung tung à. Mỗi cái nhà hàng ở bên Trung Quốc này trước khi ăn thì người ta đều cho mình một cái bình nước trà nóng để cho mình trụng lại cái chén dĩa trước khi mình sử dụng. Ở bên Trung Quốc này thì chén dĩa thường thường là nhà hàng không có rửa đó ông bà cô chú. Đa phần chén dĩa cũng không phải của nhà hàng luôn. Ở đây người ta có một cái công ty riêng dành cho mướn chén dĩa. Nhà người ta đều lại giao chén dĩa sạch cho nhà hàng, xong rồi lấy chén dĩa dơ đem về công ty rửa, xong rồi đóng gói, xong rồi lại tiếp tục giao cho nhà hàng như vậy đó. Mà ai làm ở nhà hàng thì yên tâm khỏi cần phải rửa chén nha. Bây giờ thì Quyền sẽ đi lấy nước chấm. Chấm ở đây có nhiều loại lắm, mình thích cái loại nào thì mình sẽ lấy cái loại đó, kiểu như là thức ăn tự chọn vậy đó. Ở phần ở trên đó thì là phần tráng miệng, nhờ bánh lẩu tai heo nè, bánh gông biển nè, rồi dưa hấu, rồi nho, các loại trái cây. Phần ở dưới là các loại nước chấm đặc trưng ở bên Trung Quốc này, hành, tỏi, ớt, gừng,
rồi dầu mè, rồi dầu hào, rồi tương ớt, sa tế. Nói chung là đủ thứ loại hết. Mình thích cái nào thì mình tự lấy cái đó. Mình cũng thích là như vậy á. Mình thích cái gì, nước chấm gì, mình tự động mình lấy. Như vậy sẽ thoải mái hơn. Khi nào mình ăn hết á, thì mình tiếp tục lại lấy. Ở đây người ta không có giới hạn. Yên cũng cầm cái chén lại ra đặng lấy nước chấm đó. Cũng bon chen lắm ông bà cô chú ơi. Anh Hồng Ba anh lấy xong thì Quyền tự Quyền lấy. Tại vì Quyền không có ăn ớt á. Quay xong thì Quyền sẽ tự lấy cho nó dễ hơn. Tại vì Quyền thích cái cảm giác tự chọn á. Cái nồi lẩu gà hầm với bao tử heo này thì Quyền ăn được. Tại vì không có dầu nè. Nó lại không có cay nữa. Món này ăn cũng rất là ngon nữa. Thì đối với người Trung Quốc hình như nó hơi nhạt hay sao á. Này là anh người Hà Nam, chồng Quyền thì người Hồ Bắc. Cho nên là hai người này đều ăn cay hết. Nhưng mà lại chọn cái món không cay. Tại anh Hồng Ba có nói với anh quản lý là Quyền không có ăn cay được. Tại vì Quyền bị ngán, không có ăn cay được, không ăn dầu được. Cho nên thành ra là anh mới ăn món này á. Anh cũng nói là anh không có thích món này. Hai người thì ăn cay, bà bầu thì không ăn cay. Đi theo bà bầu thành ra là ăn không cay luôn. Khúc này là do mấy ảnh đói quá, thành ra là ai cũng cắm đầu ăn hết trơn á. Quyền ăn rất là ít, nhưng mà được cái là Quyền ăn nhiều lần. Thành ra là mỗi lần Quyền ăn chút chút vậy đó. Từ hồi 5 tháng trở lên thì Quyền ăn được hơn mà lúc trước là ăn không được luôn á ông bà cô chú. Bây giờ nhớ lại cái cảnh đó Quyền sợ lắm. Rồi không có ăn uống gì được hết trơn á. Cứ ói lên ói xuống, rồi đầu óc thì nó chóng mặt. Bao tử thì nó đau, cả người nó có rụng rời khó chịu. Kể cả Quyền uống nước mà cũng ói ra luôn á. Nhớ lại cái cảnh đó là Quyền sợ tới già luôn rồi. Bây giờ Quyền ăn được cái gì thì Quyền cứ việc ăn ha. Chỉ hạn chế một phần nào mà cái chất nó độc hại cho thai nhi thôi. Quyền thích được cái cảm giác mà cả gia đình cùng nhau ăn uống như thế này nè. Xong rồi trò chuyện, chia sẻ những cái buồn vui sau một ngày làm việc mệt mỏi. Ngày nào Quyền cũng ăn cơm một mình hết trơn á. Thành ra Quyền rất là buồn. Quyền rất là muốn cả gia đình cùng nhau ăn rồi trò chuyện vui vẻ. Lúc ở bên Việt Nam thì do công việc của mỗi người mỗi khác á, rồi đi làm sớm, về trễ. Thành ra là lúc nào ai về trước khi ăn trước, còn ai về trễ thì ăn trễ. Lúc nào Quyền cũng ăn cơm một mình hết trơn á. Ăn cơm xong thì đi vô ngủ. Tình Quyền ít khi ngồi ăn chung, rồi ít khi trò chuyện với nhau lắm. Anh ấy ăn, mình nay nấy ngủ, mình nay nấy sống. Chừng lấy chồng qua bên Trung Quốc này rồi thì Quyền vẫn ăn cơm một mình. Vì do anh Hồng Bá công việc rất là bận rộn, rồi không có quy định thời gian gì hết trơn á. Thì chừng nào làm xong thì về, còn chưa xong thì tiếp tục giao hàng như vậy đó. Không có thời gian nghỉ ngơi nhiều. Nhưng mà ít ra thì ảnh đi đâu á, không có theo lơ thì ảnh còn rủ Quyền đi theo được. Còn mấy ngày nghỉ thì ảnh dành thời gian cho gia đình. Công ty tổ chức đi ăn, đi nhậu gì đó mà không có dẫn Quyền theo được thì ảnh không có dẫn thôi. Hồng Bá là cái người rất là hiền, rồi vui vẻ, hòa đồng, rất là dễ tiếp xúc, cho nên là rất là nhiều người thích ảnh. Công ty thì tài xế xe rất là nhiều, tới mười mấy người lận, rồi rất là nhiều người theo lơ. Nhưng mà cái anh quản lý này thì anh rất là thích anh Hồng Bá. Đi đâu, đi ăn hay gì, anh cũng rủ anh Hồng Bá đi theo hết trơn á. Nào anh rủ đi thì anh cũng trả tiền hết trơn á ông bà cô chú. Hồi nãy thì Quyền có kêu là chia đôi nhưng mà anh không chịu. Anh nói anh rủ nên là anh đãi. Hiện tại thì ảnh còn độc thân á, cho nên là rất là tự do. Còn anh nói là hai vợ chồng Quyền có con nhỏ rồi, kinh tế cũng không có được thoải mái á, cho nên là đi đâu lúc nào anh cũng trả tiền cho hai vợ chồng Quyền hết trơn á. Dành trả thì ảnh không có cho. Cái này là lúc nào ảnh đặt ở trên TikTok ở bên Trung Quốc á, thì ảnh cũng đã trả tiền luôn rồi. Cho nên á, là ăn xong á, là mình đi về luôn á, mình khỏi cần phải tính tiền. Nếu mà mình kêu thêm món gì á, thì một hồi người ta tính tiền sau. Số mấy người trẻ bên Trung Quốc này á, thì người ta xài tiền trên app á, kiểu như WeChat nè, Tfubao nè, gắn liên kết luôn với thẻ ngân hàng. Ít ai mà người ta xài bằng tiền mặt lắm. Kiểu như những người lớn tuổi á, người ta sử dụng tiền mặt nhiều hơn. Những người trẻ bây giờ, Quyền thì Quyền cũng xài trên WeChat luôn. Quyền xài tiền mặt lắm. Cái ông con này thì hồi nãy ăn cơm rồi, thành ra là ông đâu có đói đâu. Dù đây ông ăn toàn dưa hấu không à. Coi ông khỉ không mà cô chú, ông không bao giờ ông ngồi yên một chỗ được. Lúc nào cũng vậy, giống như con lăng quăng vậy đó. Rồi cái chú này múc cho Gia Yên ăn đó.
mà Gia Yên ăn đâu được nhiêu đâu. Người ăn một cái lẩu thành ra là nó hơi thiếu, nên là ảnh kêu thêm cái món mà cơm nấu trong nồi đất á, bên đây người ta gọi là bao chài phan. Món cơm nấu trong nồi đất này thì ăn rất là ngon. Hết rồi mới chợt nhớ lại mới quay đâu mà cô chú. Ăn xong á thì ảnh rủ đi siêu thị chơi, đi siêu thị vòng vòng coi có mối gì thì mua. Yên á rất là nghịch ngợm luôn, rồi rất là lia lịa, thành ra là đi ra ngoài đường ai cũng thích hết trơn á. Đi ra đường là Quyền không bao giờ Quyền ẩm luôn á, có người ẩm cho Quyền hết trơn, Quyền không có cần ẩm. Quá trời đồ ăn luôn, đồ ăn sẵn. Bên đây là bánh. Quá trời bánh rồi. Con gà này là 16 tệ, 17 tệ. Thấy mê vậy sợ. Còn có pizza nữa nè. Trứng. Mày chọn mày chọn mà 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 mày chọn. Chơi hoa. Cái này cái lòng có nguyên con mắt luôn. Lạ lùng. Cà phê quán mà. Sáng trưa. Tên nè. Đây à? Ừ. Chúng ta biến thành đen rồi. Biến thành gì mà? Lãng sơ à? Vợ chồng Quyền chưa có xe, thành ra là mỗi lần mà đi đâu á thì ảnh thường hay qua đón hai vợ chồng Quyền đi. Xong rồi á thì chở hai vợ chồng Quyền về. Quyền thì đam mê âm nhạc dữ lắm. Trên xe anh quản lý anh bắt nhạc á, chị nghe nhạc là bắt đầu nhảy vậy đó. Sự ở bên Trung Quốc này nói ra thì đi đâu cũng cần phải có xe hết trơn á, không có xe thì nó rất là bất tiện. Vì đa số bên đây là đi đường dài không à, tới 20-30 cây số, rồi nhiều khi có mùa đông nữa rất là lạnh, nhiều khi mưa nữa, thời tiết nó không có giống như Việt Nam mình á. Xe đạp điện thì chỉ đi được 10 mấy cây số thôi, xong rồi mình phải sạc pin, không sạc pin là dẫn bộ luôn đó. Khi xe đạp điện hết pin á, đi giữa đường á, không có chỗ sạc pin á là tiêu luôn á. Ai cũng nói xe bên Trung Quốc này rẻ hết trơn á. Qua đây cũng được 4-5 năm, gần 6 năm rồi. Cái nhà thấy đó, Quyền cũng đâu có xe ô tô đâu. Lúc nhìn người ta có xe ô tô á, thì mình không có, mình cũng tủi thân lắm, mình cũng buồn lắm chứ. Nhưng mà biết sao giờ, cũng bị thêm một đứa nữa rồi, thành ra là áp lực gia đình trên da anh Hồng Bá rất là nhiều. Cho nên là Quyền cũng không có đòi hỏi. Sách có nổi đâu mà sách ông ơi. Mama sợ. Trời ơi, Gia Yên mà thấy Quyền sách lên, cái Quyền mệt quá, Quyền đẻ xuống. Đây là cái bắt đầu lâu dùm Quyền luôn, sách dùm Quyền luôn. Quá trời giỏi rồi, thôi con, té thôi. Mama. Giỏi quá trời giỏi luôn.
đi 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 sang đây. Đa cha hào của xuân gia yi. Nhàng zi la vũ. Nhi yao shuo ni yao ni yao. Da jia hao, wo shi Shui An San Chen. Da jia hao, wo shi Shui An San Chen. Xiao San Ban. Du wen jia yi. Ni wei shen ma pao zi la? Zhen de shi. Ta tou lan ma, ni bang ta jiang le, ta jiu tou lan. Bye bye ông bà cô chú. Bye bye ông bà cô tít. Con đi ngủ đây. Con đi ngủ đây. Ừ. Hồng báo bye bye đi. Bye bye đi. Kêu bà bye bye. Bye bye. Bye 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 bye. Bye bye. À, Quyền về tắm rửa xong rồi bắt đầu à. Tắm rửa dạ cho Duyên học xong rồi giờ bắt đầu ngủ không bà cô chú ơi. Video của Quyền xin chia sẻ đến đây thôi mà cô chú ơi, cảm ơn bà cô chú anh chị và các bạn đã yêu thương và ủng hộ cho kênh của Quyền nha. Bây giờ tạm biệt bà cô chú, hẹn bà cô chú vào video sau. Bye bye. Bye bye. Yeah.